Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thế Trư, 62 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là ông Đỗ Liên Gang, 56 tuổi và vợ là bà Phan Thị Triệt, 55 tuổi ở gần nhà Trư. Theo nội dung bản án sơ thẩm, Trư và vợ chồng ông Gang thường xuyên xảy ra cãi vã với nhau do tranh chấp phần đất giữa hai gia đình khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022, Trư đang ở nhà thì nghe ông Giang nói chuyện với người thân liên quan đến phần đất đang tranh chấp. Cho rằng việc tranh chấp đã được chính quyền giải quyết nhưng ông Giang vẫn muốn kiện cáo nên Trư đi ra rút viên gạch của nhà ông Giang đang lấn sang phần đất của mình ném xuống sân. Sau đó, Chư với vợ chồng ông Gang lời qua tiếng lại chửi nhau. Lúc này, Chư chạy vào nhà lấy một con dao bầu dài 28,5cm rồi lao đến, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ, tay và ngực hai vợ chồng ông Gang, khiến hai nạn nhân rất nguy kịch. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đến can ngăn và đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, ông Gang bị thương tật rất nặng là 86%, còn bà Triệc bị thương tật 26%. Ngày 13 tháng 9, tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thế Trư 18 năm tù giam về tội giết người, sau đó Trư kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét đánh giá các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù giam đối với Nguyễn Thế Trư.